Gia chủ có nên lau chùi bàn thờ thường xuyên để tăng phước báo hay không? Xin được mến chào quý vị. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích, chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được sự hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy tại Việt Nam. Quý vị thân mến, một trong những nét đẹp văn hóa lâu đời của người Việt Nam ta đang ngày càng phát triển và lưu giữ được những giá trị tốt đẹp, đó chính là phong tục thắp hương cúng bái cho ông bà tổ tiên thần Phật. Có thể nói, bàn thờ tổ tiên chính là nơi để con cháu nhớ đến ơn của những người đã khuất và hy vọng rằng những điều tốt đẹp trong cuộc sống sẽ đến trong tương lai nhờ sự phù hộ độ trì của ông bà tổ tiên. Bàn thờ càng sạch sẽ thì gia chủ càng có nhiều phước báu, mà theo đó nhiều người thường băn khoăn là có nên lau chùi bàn thờ một cách thường xuyên hay không, và điều này ảnh hưởng lớn như thế nào đến phong thủy. Để giải đáp được những thắc mắc này thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát ngày hôm nay. Và trước khi đi vào lắng nghe những thông tin chi tiết thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy nhấn like video này, đồng thời đăng ký kênh và nhấn chuông để có thể nhận thông báo mới nhất từ kênh, và chúng ta sẽ cập nhật thêm những thông tin hữu ích hơn nữa. Trong mỗi gia đình người Việt, vị trí cao giáo và sạch sẽ nhất sẽ là nơi đặt bàn thờ gia tiên. Từ lâu, bàn thờ gia tiên đã trở thành nét đẹp tâm linh trong nền văn hóa của người Việt Nam. Nơi đây chính là nơi để con cháu có thể nhớ về những người đã khuất trong họ hàng tổ tiên, cũng như nhớ về công ơn sinh thành dưỡng dục. Chẳng ai có thể biết rằng bàn thờ gia tiên đã xuất hiện từ bao giờ, nhưng nó luôn có mặt trong mọi nếp sống, mọi nền văn hóa lịch sử và trong cả những câu chuyện xa xưa để lại. Bàn thờ chính là nơi linh thiêng, hội tụ linh khí của cõi âm và cõi dương, nên luôn được con cháu thờ cúng một cách trân trọng. Đây cũng chính là nơi để mỗi người hướng về cội nguồn và lẽ sống tốt đẹp nhất. Bên cạnh đó, bàn thờ cũng chính là nơi để con cháu gửi gắm những hy vọng về may mắn bình an trong cuộc sống. Có thể nói, bàn thờ mang một ý nghĩa trọn vẹn về đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Đây cũng chính là sợi dây kết nối giữa những người còn sống và những người đã khuất, đồng thời cũng là sự kết nối của quá khứ với hiện tại và cho đến tương lai. Đây cũng chính là nơi để chúng ta có thể thể hiện được sự hiếu thảo biết ơn và thể hiện được tín ngưỡng của việc thờ cúng. Dù bàn thờ đơn giản hay là những mẫu bàn thờ cầu kỳ đều có những chuẩn mực mà con cháu cần phải tuân thủ, xem thêm các mẫu bàn thờ ở chung cư treo tường đẹp tại đây. Như đã đề cập ở trên, bàn thờ là vị trí linh thiêng trong mỗi gia đình và cũng là nơi mang lại những điều may mắn và tài lộc cho gia chủ theo quan niệm tâm linh của người phương Đông. Chính vì thế mà việc lau chùi bàn thờ không thể được tiến hành qua loa, đại khái mà cần phải được thực hiện đúng cách và thể hiện được tấm lòng tôn kính của gia chủ đối với bậc bề trên. Trong quá trình lau chùi, nếu phạm phải những điều cấm kỵ, gia chủ sẽ dễ gặp phải những điều kém may mắn. Theo đó, với sự quan trọng này mà không ít người đã và đang học cách dọn dẹp bàn thờ sao cho đúng phong thủy và cẩn thận nhất, trong đó có nhiều người thắc mắc có nên lau chùi bàn thờ thường xuyên hay không. Thực tế có nhiều người quan niệm bàn thờ càng sạch càng thể hiện được sự hiếu thảo của gia chủ, từ đó tăng thêm nhiều tài lộc và phước báu cho các thành viên. Tuy nhiên, các nhà phong thủy cho rằng bạn chỉ nên lau chùi và dọn dẹp bàn thờ khoảng 2 đến 3 tháng một lần. Trong quá trình lau chùi này, bạn nên nhớ không nên lau chùi tổng thể mà chỉ nên bao sái bàn thờ. Việc lau chùi tổng thể chỉ nên tiến hành 1 năm một lần. Bao sái bàn thờ chính là cách nói của nhà Phật để chỉ việc lau dọn bát hương vào dịp cuối năm hoặc vào ngày 23 tháng Chạp. Bạn cần phải lưu ý là không lau bàn thờ với tần suất liên tục, vì đây chính là khu vực đặt bát hương, là vị trí hội tụ linh khí của cõi âm và cõi dương. Do đó, bạn nên hạn chế xây dịch để ảnh hưởng đến bậc bề trên và đem đến những điều không may. Chính vì thế, khi thắp hương bạn chỉ nên vệ sinh bàn thờ sao cho sạch sẽ và không dính bụi bẩn là được. Điều này cũng giúp bạn thể hiện được tấm lòng của mình đối với tổ tiên và các vị Phật trong nhà. Quý vị thân mến, phần đầu của chương trình ngày hôm nay thì Phong thủy Gia Cát đã giải thích câu hỏi có nên lau chùi bàn thờ thường xuyên hay không. Ngoài ra thì trong nội dung tiếp theo, chúng tôi xin hướng dẫn bạn cách lau chùi bàn thờ đúng chuẩn phong thủy để có thể tăng thêm phước báu, mang lại tài lộc và may mắn cho gia đình của mình. Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng lắng nghe. Việc vệ sinh bàn thờ tưởng như là điều đơn giản nhưng lại ẩn chứa nhiều vấn đề tâm linh sâu sắc. Bởi vậy, các gia chủ đều phải nên hết sức cẩn thận trong quá trình lau chùi bàn thờ để tránh tình trạng về bề trên Phật ý đem đến những điều kém may mắn đến cho gia đình của mình. Trước khi tiến hành lau chùi bàn thờ, bạn nên tắm rửa sạch sẽ để loại bỏ những bụi bẩn trên cơ thể, đem đến sự trong sạch nhất có thể. Đối với những ngày bình thường thì không phải dịp cuối năm, bạn chỉ nên lau dọn các đồ cúng trên bàn thờ một cách thật sạch. Trước khi lau dọn,
Bạn nên chuẩn bị các đồ mới như là chổi quét, khăn lau, nước dùng để lau cũng cần phải sạch. Theo quan niệm dân gian, nếu dùng chổi khăn lau dọn chung vốn mang nhiều ế tạp thì sẽ không đảm bảo sự tôn nghiêm. Còn trong quá trình lau dọn này, bạn tuyệt đối không nên di chuyển bát hương bởi vì đây là điều tối kỵ bạn cần phải ghi nhớ. Theo quan niệm tâm linh, đây là nơi trú ngụ của những người đã khuất nên khi di chuyển sẽ làm kinh động đến thần linh và khiến cho bậc bề trên phật ý. Chưa dừng lại ở đó, trong quá trình lau dọn bát hương, bạn nên nhớ không nên lau bằng nước lạnh mà nên sử dụng nước bao sái bàn thờ. Nước bao sái này chính là loại nước được pha trộn từ các loại thảo dược khác nhau, cụ thể như đinh hương, bạch đàn, quế, hồi và gỗ vang để làm sạch bàn thờ. Nếu như bạn không tìm được các dược liệu như trên thì bạn cũng có thể dùng rượu pha với vài lát gừng. Để có thể có được nước lau sái thích hợp trên bàn thờ, bạn chỉ cần cho 5 loại thảo dược vào trong một bình chứa và tiến hành đun sôi. Sau đó bạn hãy để nước âm ấm rồi dùng khăn sạch để lau bàn thờ. Dựa vào kích thước và diện tích của không gian thờ cúng mà bạn có thể pha chế được lượng nước khác nhau. Trong khi lau chùi, bạn nên hết sức cẩn thận và hạn chế xê dịch các đồ cúng trên bàn thờ, đặc biệt đó là bát hương. Theo quan niệm xưa, ông cha ta thường cho rằng bát hương càng có nhiều chân nhang thì càng thể hiện được tài lộc dành cho gia chủ. Tuy nhiên nếu tình trạng chân nhang quá nhiều, bạn nên rút bớt để cho bàn thờ được thông thoáng và sạch sẽ nhất, tránh tình trạng hỏa hoạn xảy ra. Sau khi bàn thờ được lau dọn, bạn cần phải tiến hành đặt các đồ cúng về vị trí ban đầu. Thưa quý vị, ngoài việc chú ý đến loại nước nên dùng để lau dọn bàn thờ, một số yếu tố khác như là việc sắp đặt bát hương, bài vị, vật dụng thờ cúng trên bàn thờ ra sao cũng cần phải được lưu ý và để tâm để tránh bị phạm phải lỗi, ảnh hưởng đến gia tiên và tránh rước phải những điều xui xẻo cho mọi người trong gia đình. Hãy cùng với Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu trong phần tiếp theo. 1. Đặt bát hương trông tranh. Bàn thờ gia tiên của người Việt thường có 3 bát hương, bát chính giữa là thờ quan thủ công thổ thần Táo Quân, 2 bát hai bên thờ ông bà tổ tiên của gia đình. Bát hương cần phải được đặt ở vị trí chắc chắn, không được để chỗ trông tranh vì có nguy cơ bị xê dịch. Trong quá trình lau dọn bàn thờ rút tỉa chân nhang, hạn chế di chuyển mạnh bát hương bởi người xưa cho rằng đặt bát hương trông tranh thì bát hương sẽ bị động, hàm ý mọi thứ sẽ không được ổn định và dễ đổ vỡ. 2. Làm đổ vỡ đồ thờ cúng. Người Việt ta từ xưa vốn kiêng kỵ làm đổ vỡ đồ vật, đó là điềm báo có những xui xẻo sắp đến. Nhất là với đồ thờ cúng, việc đổ vỡ là điều đại kỵ. Đồ thờ cúng trên bàn thờ thể hiện lòng thành của con cháu đối với người đã khuất và các vị thần linh. Vì thế nếu làm vỡ, người xưa quan niệm rằng đó là dấu hiệu tổ tiên không hài lòng điều gì đó, hoặc là có những điểm xấu sắp tới. Vì thế nếu làm vỡ, người xưa quan niệm rằng đó là dấu hiệu tổ tiên không vui. Chúng ta nên tiến hành nhẹ nhàng và tránh tuyệt đối đổ vỡ. 3. Bỏ cát vào trong bát hương. Bát hương cần được bốc bằng tro sạch, đốt từ rơm nếp hoặc là rơm tẻ sạch, lọc kỹ để bỏ đi những tạp chất nhằm đảm bảo tính nghiêm trang và thanh lịch. Gia chủ không nên bỏ cát vào trong bát hương, bởi vì theo quan niệm dân gian cho rằng việc này sẽ khiến cho gia đình lục đục gặp những điều không may mắn trong năm đó. 4. Tùy tiện di chuyển bát hương. Bát hương không chỉ là nơi để con cháu thắp hương nhớ về tổ tiên ông bà, mà đây còn là nơi kết nối tâm linh giữa tổ tiên và gia chủ. Trong văn hóa tâm linh của người Việt, nếu tùy tiện di chuyển bát hương sẽ không tốt cho công việc làm ăn sức khỏe của mọi người trong gia đình. Để hạn chế di chuyển bát hương, gia chủ chỉ cần dùng khăn sạch, nhúng rượu rồi lau bát hương là được. Ngoài việc không được tùy tiện di chuyển bát hương, gia chủ cũng không được di chuyển chân hương tùy tiện bởi vì nó sẽ gây ảnh hưởng tới may mắn của gia chủ. Không tự ý nhổ tỉa đồ chân hương, đặc biệt là không làm đổ vỡ đồ đạc, không nói tục chửi bậy và không to tiếng làm ảnh hưởng tới bề trên. Các chuyên gia tâm linh cho rằng, việc tỉa chân hương có thể làm vào cuối tháng để cho bát hương bàn thờ luôn được sạch sẽ, sáng sủa và tránh hỏa hoạn. Việc lau dọn trên bàn thờ cũng không nên quá thường xuyên vì khu vực đặt bát hương rất cần tụ khí. Nếu động chạm liên tục thì theo tâm linh cũng không tốt. Còn bình thường, khi thắp hương chỉ nên lau bàn thờ cho sạch sẽ, không để bụi bẩn hay là mạng nhện dính ở đó. Từ trước tới nay, người ta luôn quan niệm rằng người lau dọn bàn thờ phải là gia chủ, đại diện cho gia đình. Thế nhưng theo các chuyên gia phong thủy thì chỉ cần là thành viên trong gia đình, ai làm việc này cũng được. Chỉ có một số lưu ý nhỏ, trước khi dọn dẹp thì phải tắm rửa sạch sẽ và ăn mặc đàng hoàng, chỉnh chu và thật thành tâm. Sau đó chuẩn bị đĩa hoa quả đặt lên và thắp một nén hương thông báo cho tổ tiên và thần linh biết ngày hôm nay nhà mình sẽ thu dọn bàn thờ, mời tổ tiên và thần linh tạm lánh sang một bên để con cháu thực hiện công việc. 5. Không đặt hoa quả, quả giả. Các chuyên gia khuyên không nên bày hoa quả giả lên trên bàn thờ mà chỉ nên cúng hoa quả thật.
Bàn thờ nếu đặt những vật giả sẽ không thông thoáng và thanh tịnh. Việc thờ cúng là quan trọng ở cái tâm, cho nên dù ít dù nhiều cũng nên dùng đồ thật để bày biện. Bạn cũng không được đặt hoa héo, hoa khô trên bàn thờ, vì như vậy sẽ khiến cho mọi người trong nhà gặp nhiều xui rủi, công việc bất lợi. Hãy đặt một lọ hoa tươi lên trên bàn thờ để mang lại sinh khí tươi mới cho cả gia đình. Lưu ý, chỉ nên dùng các loại hoa như là hoa sen, hoa mai, hoa đào, hoa huệ lên trên bàn thờ tổ tiên. Đặc biệt là không nên cắm các loại hoa cúc, hoa ly, hoa dâm bụt, hoa phong lan để gia đình bị xào xáo và chịu cảnh ly tán. Thưa quý vị, hy vọng rằng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay mà chúng tôi chia sẻ đã giúp cho quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo của Phong Thủy Gia Cát.